Thu Nga xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Thì Thu Nga xin được chào anh Phan Nhật Nam ạ. Vâng, kính chào cô Thu Nga, kính chào quý khán giả đài SBTN. Thì cũng như anh nói về cái chuyện mà cố mà đối diệu Nam Bắc Hàn đó, thì những chính quyền tổng thống Mỹ từ thời Clinton, rồi Bush, rồi Obama đều thất bại hết. Riêng cái phần mà những cái của cái gọi là cuộc họp thượng đỉnh Nam Bắc Hàn đó trong những năm từ năm 2000 cho đến năm 2007 thì cũng không đi đến đâu hết, và Nam Bắc Hàn vẫn có những cái nguy cơ là có thể có chiến tranh. Thế nhưng mà trong khi cái tình hình Bắc Hàn với ông Kim Jong Un lúc nào cũng là hung hăng như vậy hết, và thử hỏa tiễn liên lục địa, rồi tầm bắn ngắn, rồi tầm bắn xa, rồi ông nói rằng có thể là tới bắn có tới căn cứ Guam hay là các tiểu bang của miền Tây Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà chính quyền của tổng thống Donald Trump đã phải đối xử như thế nào trong cái tình hình như vậy, mà truyền thông cực tả đó mà cũng đã lên tiếng phản bác tổng thống Donald Trump một cách nghĩa là rất là vô cùng là phi lý, mà ngay cả những cái truyền thông mà ăn theo của Việt Nam cũng vậy nữa. Thì anh nhận định như thế này, cái việc này như thế nào thưa anh? Vâng, thưa cô Thu Nga, phải nói rõ cái điều này. Chúng ta bây giờ là công dân Mỹ, nhưng mà đối riêng với cá nhân tôi thì tôi hoàn toàn tôi không thuộc về cộng hòa dân chủ, mà tôi cũng không phải là người của báo chí của một hệ thống báo chí này hoặc là hệ thống báo chí khác. Tôi chỉ là một cái người lính Việt Nam Cộng Hòa, thêm một cái nghiệp viết văn và có dính líu về vấn đề truyền thông ở trong hệ thống truyền thông của người Việt Nam qua đài SBTN này. Thì tôi thấy rằng cái truyền thông báo chí của Mỹ đã làm nhiều điều thật là không đúng đắn tí nào, nếu không muốn nói một cách khác là rất tầm phào và rất tai hại. Tại vì sao? Vì Tổng thống Donald Trump đang nói chuyện với lại Bắc Hàn, đang nói chuyện với lại Bắc Kinh, thì là đã chạy ra những bài báo và lặp đi lặp lại là ông Donald Trump đã làm thất bại cái chính sách ngoại giao của bốn đời Tổng thống Mỹ. Thưa rằng chính sách ngoại giao của bốn đời Tổng thống Mỹ nó đã sai lầm và nó đã gây nên vô cùng tai họa. Cụ thể là sao? Cụ thể là từ cái thông cáo thượng hải 1972 giữa của Nixon Đảng Cộng Hòa với lại là Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, nó đã là một cái bỏ rơi Đài Loan, bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa trong 1975, đã sự thất bại về chiến lược. Bây giờ này có nó cách nào đi chăng nữa cũng không thể nào có thể phủ nhận cái sự thất bại đó. Sự thất bại đó bây giờ ông Donald Trump, ông đang cố gắng điều chỉnh lại. Thế thì bây giờ ông chưa nói chuyện mà đã bảo rằng ông đã làm hư một cái chính sách của bốn đời tổng thống trước, kể cả tổng thống Cộng Hòa lẫn cả tổng thống Dân Chủ, từ thông cáo thượng hải năm 72 qua đến thời kỳ của Carter, đảng Dân Chủ, rồi đến qua đời của Bill Clinton, rồi qua đến đời của George Bush con, rồi đến đời Obama. Hai cái chủ thể Trung Cộng, Bắc Kinh và Bắc Hàn, nó càng ngày càng hung hăng, càng ngày càng phát triển. Và hiện tại đây là chỉ những cái vấn đề mà nước Mỹ không cách nào một sớm một chiều mà giải quyết được. Thì bây giờ ông Tổng thống Trump, ông đã cố gắng lại giải quyết, mà chưa gì đã phụ đầu ông, bảo rằng ông làm hư cái chính sách của bốn đời Tổng thống trước. Thì bây giờ thưa cô, thì bây giờ chúng ta đã phải thấy như thế này. Là quả tình Tổng thống Donald Trump đã đi những bước đi rất chính xác. Chính xác là sao? Ông sử dụng qua chính Bắc Kinh chứ không ai hết, đã tạo nên những áp lực đối với Kim Trinh Ân. Và Kim Trinh Ân sau cái lần đi qua thăm Bắc Kinh phải hiểu rằng cái người mà đã bảo vệ mình, cái người chủ lớn của mình là Bắc Kinh kia, mà bây giờ đang nói chuyện với Mỹ thì mình cũng phải nói chuyện với Mỹ vậy. Thì tôi nghĩ rằng trong cuộc đấu im lặng trên bàn hội nghị này, nước Mỹ cần phải nói chuyện với các đồng minh của mình. Đó là nói chuyện giữa Mỹ và Nam Hàn, nói chuyện giữa Mỹ và Nhật Bản. Vì sao?
Thưa, cô không phải là cái người mà đa nghi, nhưng mà qua cái kinh nghiệm của chiến tranh Việt Nam và hội nghị Ba Lê thì tôi thấy rằng điều nước Mỹ có thể tài giỏi ở những cái khía yếu tố nào ở trong vấn đề về khoa học kỹ thuật, nhưng đứng về mặt chính trị chiến lược với những người như Kissinger của cái hội nghị Ba Lê thì thấy ra rõ ràng một điều. Cái mấu chốt của Hiệp định Ba Lê là gì? Là các quân đội nước ngoài phải rút ra. Thưa quân đội Mỹ, đúng 60 ngày sau Hiệp định Ba Lê, 27 tháng Giêng ký kết, thì 27 tháng 3, đúng 60 ngày, người Mỹ cuối cùng bước lên máy bay và ra khỏi Việt Nam. Đại, lúc đó ông thiếu tá Bùi Tiến và tôi, lúc đó đại tá Bùi Tiến là còn thiếu tá thôi, và chính bản thân tôi đứng đếm từng người. Như vậy mấu chốt của chiến tranh Việt Nam, giải quyết vấn đề Việt Nam là quân đội ngoại nhập nước ngoài phải rút ra khỏi Việt Nam. Trong khi đó, nước Mỹ, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Lục Tân tất cả rút đi hết. Không còn một người nào, DEO chỉ còn lại mấy chục người, tùy viên quân sự. Và trong khi đó 400 ngàn quân Bắc Việt vẫn ẩu mặt ở miền Nam. Và sau đó là ngang nhiên xé bỏ qua các trận đánh Phước Long, qua trận đánh Tống Lê Chân. Và cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh 55 ngày với kết thúc 30 tháng 4 75 như phần đầu chúng ta đã nói chuyện. Thì bây giờ nói lại chuyện sắp tới, nó sẽ đặt ra vấn đề quân đội Mỹ, 25 quân đội Mỹ đóng ở Nam Hàn. Đó sẽ đặt ra vấn đề các hỏa tuyến thắt được bố trí ở Nam Hàn, được bố trí ở Nhật Bản. Mà lại bây giờ mà cái vấn đề mà Kim Jong Un có hứa là phi hạt nhân, tức là không có hạt nhân, làm sao kiểm soát được? Làm sao kiểm soát được? Và cái kỹ thuật kiểm soát đâu có phải như ở Iran, đâu có phải là dễ dàng. Và ai bảo đảm rằng, tôi không phải nghi ngờ, nhưng chính trong chiến tranh 50-53, chính Bắc Hàn đã tự động tấn công Nam Hàn trong 1950. Trong 1950, Bắc Kinh đã tấn công, đã chiếm đóng Tây Tân Cương, Tây Tạng, trước mai hết. Và năm 1960 đã thành lập mặt trận giải phóng miền Nam, Hà Nội đã tấn công và chiếm đóng Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4-75. Tất cả diễn tiến của thế kỷ 20 bắt buộc tôi phải nhìn ra tất cả các cuộc chiến tranh này là cho phía Cộng sản. Và Cộng sản Bắc Hàn không phải là một cái thứ Cộng sản hiền lành, làm gì có cái loại Cộng sản hiền lành và biết vì nguyên tắc của Cộng sản là phải đánh sập cái chế độ tư bản. Đó là nguyên tắc. Và thực tế, từ Karl Marx, từ Engels, từ Lenin, từ Stalin và tất cả các quân, thành thử không ai bảo đảm rằng bây giờ nước Mỹ rút 25.000 quân, gỡ bỏ tất cả hỏa tuyến ở Nam Hàn thì không có một sớm một chiều. Nó ùa quân mà đã sẽ qua xâm chiếm Nam Hàn. Vâng, thành thử thưa với cô Thu Nga và thưa quý vị, tôi không phải là người đa nghi, nhưng chiến tranh Việt Nam và kinh nghiệm của sự đau thương của người Việt và kinh nghiệm của sự tráo trợ của người Cộng sản, cụ thể là Cộng sản Hà Nội qua việc xé bỏ Hiệp định Ba Lê và sự xâm chiếm miền Nam, hoàn tất cuộc xâm chiếm miền Nam 30 tháng 4 75 thì tôi nghĩ rằng đã đến cái lúc mà người Mỹ, Tổng thống Mỹ, chính quyền Mỹ, quốc hội Mỹ phải học cái bài học. Bài học đó là gì? Bài học đó là phải cảnh giác trước kẻ nghịch. Hình như đó là sự vô tình hay cố ý, cái đó cái chúng ta không phải là ở trong phò bạch ốc, chúng ta không một năm ở trong ủy ban an ninh của Hoa Kỳ dưới đời tổng thống của Nixon, của Obama, của George Bush, nhưng mà rõ ràng người Mỹ đã vô cùng, tôi nói người Mỹ, chính phủ Mỹ hiện tại chúng ta là công dân Mỹ, người Mỹ gốc Việt Nam đã qua chiến tranh Việt Nam, qua hội nghị Ba Lê, qua hội nghị Geneva, qua hội nghị Lào năm 1962, người Mỹ đã vô tình và cố ý đã bị hoặc để cho kẻ nghịch đánh lừa. Thì tôi nghĩ rằng phải cảnh giác trước cái cuộc nói chuyện sắp tới ở giữa ông Donald Trump và Kim Jong Un. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình.
câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Và thưa anh, thì như anh vừa nhắc đến cái Hiệp định Ba Lê năm 1973 về Việt Nam, thì xin anh bây giờ để kết thúc cái câu chuyện này thì xin anh nói rõ có phải chăng là cái lịch sử của vùng Đông Nam Á hình như là sẽ được lập lại một cách tương tự với cái sự kiện mà Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un, mà tên tiếng Việt dịch ra là Kim Chánh Ân đó, và Bắc Kinh trong tháng tới đây là cái những cái quyết định mà có quan trọng mà liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Như là Nixon, Kissinger đã nói chuyện với lại Trung Cộng và Bắc Việt về mở vận mạng của miền Nam Việt Nam trước đây hay không? Thưa anh, mời anh. Dạ, thưa cô, như cô có lập đại 2-3 lần những tương tự. Vâng, có những điều tương tự vì các nhân tố nói chuyện vẫn là Trung Cộng, vẫn là Mỹ, vẫn là Nhật, vẫn là Bắc Nam Hàn. Cũng giống như ngày trước đã nói chuyện ở Ba Lê, cũng là Trung Cộng, cũng là Mỹ, cũng là Nam Bắc Việt Nam. Đó là những cái điều tương tự. Nhưng có nhiều điều khác biệt. Nó là thế này. Nếu thông cáo Thượng Hải năm 1952, thì nước Mỹ đã qua cái chính sách mà được lập ra bởi Kissinger, tức là mở cửa để cho Trung Cộng. Và với một cái giá, tức là cái nghị quyết số 2572 đã rời ra khỏi, đã giao chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cái ghế của Cộng hòa Dân Quốc, tức là Đài Loan của Tổng chế Tường Giới Thạch, giao lại cho Bắc Kinh của Mao Trạch Đông. Và đã giao lại miền Nam của Việt Nam Cộng hòa, giao cho Bắc Việt với một cái câu nói là chúng tôi không có can dự gì mà đặt ra vấn đề với một cái chế độ cộng sản mà cách chúng tôi cả mấy ngàn dặm, cả nửa vòng trái đất. Thưa, thì cái kế hoạch đó, kế hoạch bỏ rơi Đài Loan, qua thông cáo Thượng Hải, kế hoạch bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa qua Hiệp định Ba Lê, thì bây giờ hậu quả đang xảy ra. Và bây giờ ông Tổng thống Trump, ông vẫn cố gắng điều chỉnh. Ông cố gắng điều chỉnh với cái điều kiện mới. Thứ nhất, ông cũng bị mắc kẹt bởi một cái chiến tranh như là nước Mỹ dưới thời Nixon, Johnson và ông Ford năm 1975 mắc kẹt với chiến tranh Việt Nam. Nước Mỹ cũng không có mắc kẹt với cái chính sách One China Policy. Vì sau khi mà đắc cử, Tổng thống Trump đã gọi nói chuyện với bà Tổng thống của Đài Loan và ông ta bảo rằng ông mắc không điều gì mà nước Mỹ phải bị ràng buộc bởi cái chính sách là một nước Trung Hoa hết. Tôi đi lên, tôi làm là Tổng thống Mỹ, tôi có đủ quyền để mà tôi tạo nên một cái chính sách mới. Và trong những cái tháng trước, nước Mỹ đang có những cái quốc hội đang đã hoàn tất những cái đạo luật, đã thúc giục thêm sự liên lạc đối với Đài Loan. Thành thứ, nó tương tự về các nhân sự, nhưng nó khác về ở trong vấn đề về tình hình. Thì bây giờ, thưa cô, đây là một cái vấn đề nữa mà câu hỏi trước. Nội tình nước Mỹ, quốc hội Mỹ, báo chí Mỹ, dư luận Mỹ phải yểm trợ Tổng thống của mình. Phải yểm trợ, phải học cái bài học của chiến tranh Việt Nam để không phải bị kẹt vào ở trong cái mắt Dân chủ Cộng hòa, mà phải yểm trợ Tổng thống Liên bang Bắc Mỹ ở trong cái cuộc chiến đấu ở trên bàn hội nghị sắp tới. Vì rằng nước Mỹ đã không thua cái chiến tranh Việt Nam ở Khe Sanh, nước Mỹ không thua ở chiến tranh Việt Nam ở trong thung lũng Ia Trang, mà nước Mỹ đã thua chiến tranh Việt Nam tại Đại học Berkeley. Nước Mỹ đã thua chiến tranh Việt Nam đã ở trong những cái cuộc biểu tình phản chiến quá lớn lao ở năm 1968 ở Washington DC. Quân lực Việt Nam Cộng hòa không thua Cộng sản Hà Nội tại An Lộc, không thua Cộng sản Hà Nội tại Quảng Trị, không thua Cộng sản Hà Nội tại Kon Tum, không thua Cộng sản Hà Nội cho dù cả Sạc Ly đi chăng nữa. Nhưng quân đội Việt Nam Cộng hòa đã bị bó tay ở trong một cái quyết định của Quốc hội Mỹ là cái quân viện thặng dư 700 triệu cũng không, một đồng cũng không cho nữa. Thành thử thưa cô, đã đến lúc nước Mỹ phải học bài học. Bài học đó ở đâu?
bài học đó chính là cái người ở Kim Trung, ở Kim Trinh Ân này. Tôi đặt vấn đề cá nhân, cái Kim Trinh Ân này đã có những hành động vô cùng tàn ác mà đến nỗi rằng vì nhìn mà nghe đến đã phát sợ, tức là sự bắn ngay chính ông chồng của bà cô mình sử dụng bắn dùng đại pháo bắn tan xác rồi đưa vào ở chỗ chó xé, chó đói xé, ghê gớm quá. Cái người trẻ tuổi này không biết học ở đâu mà những cái cách được mà đến nỗi chắc Mao Trạch Đông cũng phải gơm đi. Nhưng mà rõ ràng anh ta đã có một cái quyết định đúng, đó là quyền lợi của Bắc Triều Tiên phải được bảo vệ, cho nên anh ta trợ 100%. Anh ta không cần nói chuyện với Bắc Kinh, anh ta không cần nói chuyện với ai, nói chuyện ngay với Mỹ để tự cứu cho Bắc Kinh. Thì rõ ràng người Mỹ phải học cái bài học này, người Mỹ, cả Quốc hội Mỹ, Dân chủ Cộng hòa Mỹ phải học cái bài học của cái người mà sắp cái đối tác nó nói chuyện. Người Việt ở trong nước cũng như ngoài nước cũng phải học cái bài học này để đừng có đặt ra những cái vấn đề là của nhóm Giao Điểm, của nhóm Ân Quang, đừng đặt ra vấn đề là phải binh ông Ngô Đình Diệm mà phải, hoặc là binh ông Dương Quang Minh, phải là, và người Cộng sản Hà Nội cũng phải học bài học này để đừng có đặt ra vấn đề Cộng sản Hà Nam Ninh, Cộng sản Nam Định, Cộng sản Hà Nam Ninh, để phải Cộng sản Bắc Việt, Bắc Kỳ phải có lý luận, phải là Tổng Bí Thư phải người Bắc, chứ không phải là Tổng Bí Thư phải là người Nam, là phe phái của Nguyễn Tấn Dũng. Cái bài học này phải học, bài học quyền lợi đất nước tổ quốc mình phải đặt cao nhất. Và cái người trẻ tuổi này có dù những cái quyết định gì đó về đứng về mặt cá nhân, nhưng rõ ràng anh ta đã học được bài học phải giữ nước. Thì nước Mỹ phải học trước, Quốc hội Mỹ phải học trước, truyền thông Mỹ phải học trước, nước Việt Nam, người Việt ở hải ngoại cũng như người Việt ở trong nước phải học trước, và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải học. Đó là cái bài học phải giữ, phải đoàn kết lại để giữ làm sao cái vận mệnh của quốc gia mình là một điều tối thượng. Thành thử thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, không có điều gì nó xấu xa hết, không có điều gì nó xấu xa toàn thể, mà cũng có cái gì điều gì tốt hết. Thành thử Kim Trinh Ân này với tất cả cái sự hung hăng mà qua những năm qua thì mình thấy ghê gớm thiệt, một cái tay tàn ác, một tay trẻ tuổi tàn ác không có kém, Tông Thủy Hoàng cũng vô kém, với lại Bạch Khởi Trung sống một đêm 300.000 người dân Triệu ở trong thời chiến quốc cũng không kém gì Stalin, không kém gì Mao Trạch Đông, giết một lúc 20-30 triệu người. Nhưng mà phải học đến mấy điều, cái quyền lợi đất nước và tổ quốc mình là một điều tối thượng, và đây là tôi nghĩ rằng đây là cái điều mà tôi xin trình bày với tất cả, cái sự chân thật của một người Việt Nam đã mất nước để qua đến năm thứ 44. Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh Phan Nhật Nam rất là nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam đã nói về quá khứ, kết thúc của 30 tháng 4 năm 1975 đến hòa đàm Ba Lê năm 1973, và cái cuộc họp mà mới đây giữa Nam Hàn và Bắc Hàn, thì và sắp tới đây nữa thì Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn đó là ông Kim Jong Un, thì chúng ta sẽ chờ xem, và cái bài học lịch sử này chắc chắn sẽ được mọi người nếu mà chú ý sẽ áp dụng. Và cảm ơn anh một lần nữa, và xin chào anh, và hẹn gặp lại với anh trong chương trình kỳ tới. Kính chào cô Thu Nga, kính chào quý khán giả SBTN theo dõi câu chuyện của chúng tôi.